Chỉ đến năm 2001, các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra chúng là hai loài khác biệt. Tôi luôn sửng sốt trước khả năng vô thanh và vô hình của chúng, kể cả khi hàng chục con di chuyển giữa những cái cây. Tôi thực sự bị ấn tượng. Đêm đầu tiên có vẻ sẽ yên ả, không một con côn trùng trong tầm ngắm. Tôi thiếp đi khi lắng nghe bản hợp sướng của một thế giới đang thức tỉnh. Ngày thứ hai, 8 giờ. Báo động giả. Các vị khách viếng thăm chúng tôi không phải voi mà là lợn nước. Loài lợn lòi ở các cánh rừng châu Phi cũng thận trọng như tiếng kèn lệnh Brazil. Chúng đóng một vai trò phức tạp trong hoạt động của rừng. Thật vậy, trong lúc đào bới, chúng vùi mùn vào lòng đất, làm nước ngấm xuống nhanh hơn. Chúng tiệp bớt cây cối rườm rà, phát tán hạt, giúp hạt nhanh nảy mầm và tác động lên sự phát triển của rễ cây. Chúng có phát hiện ra chúng tôi không nhỉ? Phải biết rằng loài vật này rất nhạy cảm, vậy hẳn là chúng tôi đã đủ kín đáo. Có lẽ nào chúng tôi đã xóa bỏ được sự ngờ vực của bầy voi mà chúng tôi đang chờ đợi. Tuy nhiên, sự sống dưới mặt đất trong cánh rừng này có vẻ thất thế. Mọi thứ diễn ra ở trên cao, ở tầng tán rừng, nơi ngọn cây gặp bầu khí quyển, nơi không có gì hạn chế sự sống sinh sôi. Cây này mọc trên cây kia lại mọc trên những cây lớn khác để tận dụng lợi ích của ánh sáng. Một kim tự tháp mà trên đó là một hệ động vật phong phú, một danh mục hỗn độn, bướm vằn, vẹt đuôi dài, khỉ mú, khỉ rú, khỉ nhện lông mượt, chim Saurocolis, chim nữ tu trán đen, bọ que, bọ cánh cứng, khỉ lông đen, và tôi đã gặp khoảng 90% số động vật sống ở tầng rừng này. Một thân cây có thể chứa tới 1.000 loài côn trùng khác nhau, trong đó có 43 loài kiến. Theo ước tính, có khoảng 5 đến 50 triệu loài sống trong rừng. Một biên độ mà giá trị ước tính cho thấy sự hiểu biết ít ỏi của chúng ta về mối quan hệ phức tạp ngự trị trong cộng đồng động thực vật ở rừng mưa. Mỗi năm trôi qua, việc phát hiện thêm các loài động thực vật mới càng làm cho danh mục này phong phú thêm. Mười một giờ ba mươi. Đã 26 tiếng kể từ khi chúng tôi có mặt trên tấm ván này để lắng nghe tiếng xào xạc của lá cây dù nhỏ nhất. Nhưng chẳng có thứ gì động đậy.
cả cánh rừng như thể bị nén chặt bởi cái nóng. Trong không gian tùm này, có một vài cây tách biệt hẳn ra bởi mùi hương kỳ lạ, khác biệt, gợi nhớ hương vị của món súp Trung Hoa hay mùi sơn mới. Bởi dáng vẻ kỳ cục của mình, những cây khác lại tái hiện lịch sử tiến hóa. Chẳng hạn như cái cây này, với những chiếc gai nhọn từng ngăn chặn loài lười khổng lồ, ngày nay đã tuyệt chủng, ăn lá của chúng. Và biết dùng từ gì để miêu tả vẻ oai vệ của những cây vả cao lớn, sừng sững, đại diện của một họ gồm 800 loài nhiệt đới, cao 70 mét như một giáo đường. Cây vả có tầm quan trọng nhất định trong mớ bòng bong, những mối quan hệ giữa thực vật và động vật. Khác với những loại quả khác, quả vả không bao giờ thiếu. Dù nhỏ, chúng vẫn đang nuôi sống thế giới sinh vật rừng. Vào mùa, chỉ 3 loại vả là đủ dinh dưỡng cho 40% các loài động vật. Trong ngày, như tôi quan sát thấy, tán lá non của cây vả tiếp nhận cả một đàn khỉ lông mượt, hai loài khỉ mũ. Khỉ vuốt tay, cu gáy và chim chóc màu sắc sặc sỡ, gõ kiến, hai loài vẹt xanh, nhiều nữ hoàng ngụy trang. Chúng chính là những kẻ hầu cận, phụng sự vị chúa tể là cái cây bằng cách mang hạt cây đi rất xa bộ rễ của nó. Mỗi cánh rừng là một câu chuyện về sự rụng rơi, gãy đổ, cây lá, hoa quả, sự sống và cái chết gặp nhau trên mặt đất. Lavoisier cho rằng, không có gì mất đi, cũng không có gì được sinh ra, mọi thứ chỉ đang biến đổi. Đối với chu trình vĩnh cửu này, mưa đóng vai trò chủ yếu. Bản thân cụm từ rừng mưa cũng biểu đạt điều này. 1/3 lượng mưa không rơi xuống mặt đất mà được hấp thụ bởi tầng tán cây. Trong khi đó, lượng mưa lọt qua tán rừng sẽ dễ dàng ngấm vào lòng đất, nhờ sự cần mẫn chủ yếu của thế giới sinh vật dưới mặt đất. Nước, sau khi được rễ cây hấp thu, sẽ tiếp tục chu trình bất tận của nó. Bây giờ là 14 giờ ngày thứ hai. Không thể tồn tại sự đa dạng kỳ diệu này nếu không có quá trình sinh sản hữu tính, sự thụ phấn hay các loài hoa. Và một lần nữa, sợi dây liên hệ giữa thực vật và động vật lại thể hiện vô cùng mật thiết. Và đây là một ví dụ hoàn hảo. Nhiều yêu tinh nhỏ nhắn xuất hiện trên thảm hoa của những cây dây leo cách chúng tôi vài mét. Những con khỉ vuốt tay hoàng đế đã sẵn sàng để thụ phấn, những bông hoa chất đầy mật trong nhụy của chúng và thu hút các loài động vật mà sau đó sẽ dính đầy phấn hoa.
là những hiệp sĩ tận tụy và hân hoan. Chúng phụng sự các loài hoa bằng khả năng di chuyển của mình. Khi bầy khỉ vút tay vô tư lự mang phấn hoa đến những bông hoa khác, việc thụ phấn cho hoa sẽ diễn ra, đó gọi là sinh sản hữu tính. Bầy khỉ vút tay của chúng ta đang tiếp cận cây bên cạnh. Một cây gạo đang nở hoa. Chúng chỉ ăn quả mà không phát tán hạt, chẳng ích gì cho cái cây. Mười lăm giờ ba mươi, mặt trời sẽ xuống núi rất nhanh. Còn bầy voi, thậm chí cái đầu vòi cũng không thấy. Tôi cố gắng phân biệt những sinh vật náu mình trên sân khấu của bóng đêm và ánh sáng. Nỗ lực quan sát cuối cùng cũng giúp tôi hiểu thêm về khả năng ngụy trang đến mức hoàn hảo. Trên sàn diễn lúc này có 3 diễn viên kịch câm, người mẫu và kẻ lừa đảo. Diễn viên kịch câm gồm côn trùng, bò sát và lưỡng cư. Người mẫu là một loài động vật khác, một chiếc lá hoặc cành cây. Kẻ lừa đảo là kẻ đi săn, tức chúng tôi. Nghệ thuật ngụy trang được áp dụng trong từng chi tiết nhỏ nhất, tới mức bắt chước cả chuyển động của mẫu. Loài bọ ngựa giả dạng những chiếc lá, vừa để trốn kẻ săn mồi, vừa để dụ con mồi vào bẫy. Một chiếc lá bình thường thực chất là một kẻ hủy diệt côn trùng. Bọ ngựa là kẻ đi săn đáng gờm. Mọi bộ phận cơ thể chúng đều được cấu tạo để rình và săn mồi. Đôi chân của kẻ bắt cóc, những chiếc râu dài có thể bắt được dao động từ tiếng đập cánh của một con mỏng nhỏ, thị giác tuyệt vời với đôi mắt lồi. Và một lợi thế duy nhất trong giới động vật, cái đầu xoay 180 độ, giúp chúng không cần di chuyển mà vẫn định vị được con mồi. Một số loài động vật ngụy trang, số khác lại trưng diện những sắc màu rực rỡ, như chú gà đá lông cam trống này chẳng hạn. Đủ sặc sỡ để thoát khỏi mọi kẻ săn mồi, chú ta táo bạo phô bày nhan sắc của mình để quyến rũ con cái. Về phần mình, con cái lại có vẻ kín đáo đến vô hình. Tụ lại với nhau,
và cùng cất cao tiếng lek. Chúng đang phô trương lộ liễu vẻ nam tính của bản thân. Mười tám giờ ba mươi, chúng tôi quyết định xuống dưới để tắm táp một chút trong con suối dưới gốc cây, cũng là để xoa dịu căng thẳng phát sinh từ sự đợi chờ vô vọng. Gì vậy nhỉ? Không rõ, nhưng nghe gần lắm. Một loài mèo lớn thì phải. Đúng thế. Vấn đề là... Không, tôi không xuống đâu. Nhiều tiếng gầm ngăn lại việc tắm đêm, nhất là tiếng gầm của loài báo. Nếu cậu muốn đi... Tôi không hứng thú lắm với nước mưa, nhưng... Không, nhưng đợi chút, hãy đợi thêm chút nữa. Nhưng tôi có cảm giác... Đợi ở đó, đúng chỗ đó, thế là tốt rồi. Chưa được tắm, chúng tôi sẽ ngủ không ngon giấc. Ben ngủ trên võng, còn tôi trên tấm ván, chân chơi vơi giữa khoảng không do chật chội. Các chuyên gia leo trèo dùng một cụm từ rất tuyệt để đặt tên cho sợi dây ngăn chúng tôi không rơi xuống. Họ gọi nó là sợi dây của sự sống. Ở độ cao này, mọi thứ phải được đảm bảo an toàn, bắt đầu từ chính thân thể của chúng tôi. Ngủ đường, ngủ chợ thì chẳng thể mong được yên ổn. Ngày thứ ba. Ben, gì thế? Chuẩn bị pin cho tôi. Cuối cùng thì chúng cũng đến. Nhưng rõ ràng là chúng đã nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi và bỏ đi luôn mà chẳng ngó ngàng đến thứ quả rụng đầy gốc cây. Chúng có trở lại không nhỉ? Tôi lo lắng. Tôi cảm thấy nên hành động và tính đến phương án B. Lần này tôi cho Marco, trợ lý đạo diễn, cùng các thành viên còn lại đi ghi hình bầy voi ngay trên mặt đất. Những hình ảnh họ mang về có thể cứu vãn phân đoạn quyết định này, dù đó không phải là góc quay định trước. Nhưng đôi khi mọi thứ xảy đến ngoài mong đợi, và khi tôi vừa chuẩn bị xong chỗ quay thì bầy thú xuất hiện. Tôi nghĩ lại cuộc gặp với bầy khỉ rú, một cuộc gặp đầy lặng lẽ. Một tình huống kỳ cục, chúng tôi và lũ khỉ đều trong trạng thái chờ đợi, lơ lửng ở độ cao 60 mét so với mặt đất. Chúng tôi nhìn nhau suốt 2 tiếng, cho đến khi chúng quyết định tiến về phía chúng tôi. Nhưng tại sao chúng lại đến đúng cái cây này? Phải chăng lá cây có gì đó khiến chúng đặc biệt thích thú? Giàu dinh dưỡng, ngon miệng, hay có thể trị bệnh. Vì loài khỉ rất am hiểu về môi trường sống, chúng biết cách lựa chọn trong số rất nhiều loài thực vật trong lãnh thổ.
Nhưng biết đâu, sự hiện diện của chúng tôi là sức hút duy nhất của cái cây thì sao? Tôi thấy vui khi nghĩ rằng bầy khỉ cũng tò mò về chúng tôi như chúng tôi tò mò về chúng. Cái nóng thường nhật khiến chúng tôi ngột ngạt và bức bối. Trải qua 3 ngày trên tấm ván này, tôi chỉ mơ được tắm một lần. Con suối dưới gốc cây dường như đang mời gọi tôi. Dòng nước sống động, nguồn tươi mát duy nhất giữa cái lò hun nhiệt đới vào mùa khô này. Dòng suối tạo khoảng cách giữa các tán lá và mang lại những góc nhìn mới cho những người xuôi hai bên bờ. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của việc thả trôi theo dòng nước đôi khi có thể mở cánh cửa vào những khu vườn bí mật nhất của cánh rừng. Một con báo mẹ và con báo non được 2 tuổi của nó. Nhiều tai nạn có thực được đan cài với những tín ngưỡng cổ xưa và giúp bảo lưu huyền thoại về loài động vật săn mồi siêu việt này, tới mức gán cho chúng những kỹ năng không có thật. Con báo bắt cá bằng cách ve vẩy cái đuôi trên mặt nước để thu hút lũ cá. Cách săn mồi độc nhất vô nhị ở loài báo đốm Mỹ giúp chúng phân biệt rất rõ với những loài mèo khác, trong khi hầu hết bằng lòng với việc ngoạm vào cổ họng con mồi để làm chúng nghẹt thở, thì báo đốm Mỹ chọc thủng sọ nạn nhân bằng cái hàm mạnh mẽ của nó. Trong thế giới hoang dã này, các dòng sông đôi khi cũng là kẻ săn mồi. Chúng xói mòn hai bờ và không ngừng thay đổi dòng chảy. Một cách thất thường, con sông gặm nhấm và nuốt chửng đất đai. Không gì có thể cưỡng lại chúng. Có khi cả những cái cây khổng lồ cũng sụp xuống và đổ vào lòng sông. Do ở gần sông, cánh rừng muôn đời mang dáng vẻ trẻ trung vì thường xuyên được quy hoạch lại. Nó không bao giờ đạt đến 700 tuổi để trở thành rừng nguyên sinh. Dọc theo hai bờ, dân cư sông nước sống chung với những sinh vật ưa sáng. Chẳng hạn như rắn mũi thương, loài rắn nguy hiểm bậc nhất ở Amazon. Hay những con bướm thuộc trong số 7.500 loài trong rừng rậm này. Sông ngòi, đầm lầy, các lỗ hổng ở tầng 8 là những khu vực loài bướm thích tụ tập. Thank you.
ngày thứ ba đã hết và nỗi lo càng thêm nặng nề. Cái cây liệu có đủ hấp dẫn để khiến lũ voi bỏ qua sự ngờ vực với chúng tôi? Nhưng ngày mai sẽ khác. Ngày thứ tư, bình minh vừa ló dạng, dàn đồng ca bóng đêm đã nhường chỗ cho bài hợp sướng của những sinh vật dậy sớm. Trong khúc hợp âm này, có thể nghe thấy tiếng rì rầm của bầy kiến. Loài côn trùng này chia sẻ với nhân loại một kỹ năng độc đáo. Chúng là loài vật duy nhất thông thạo về nông nghiệp. Những mẩu lá mà chúng vận chuyển sẽ tạo thành đất mùn cho thứ nấm mà chúng gieo trồng ở trung tâm của những đô thị thực thụ dưới lòng đất, nơi một người có thể đứng thẳng. Sáng nay Marco đã đi cùng cả đội. Họ hy vọng bắt gặp đàn voi ở cách đây vài bước tại những khu vực quang đãng. Liệu họ có gặp may hơn chúng tôi? Họ phải thận trọng. Voi rừng có xu hướng hoảng sợ và dẫm đạp lên nhau nếu có người tiến lại quá gần. Nhưng trên mặt đất thoáng, việc ghi hình chỉ như một trò chơi nên tôi vẫn hy vọng. Tôi chờ đợi ở Marco mọi hình ảnh mà tôi còn thiếu cho ngày hôm nay. Cảnh voi vào rừng, ảnh chính diện khổ lớn, ảnh chi tiết, mắt voi, tứ chi di chuyển, ngà, đôi tai phe phẩy. Tôi mường tượng xúc cảm mà Marco sắp cảm nhận được. Còn lại tấm ván trên cao này, tôi chỉ giết thời gian. Ben. Gì vậy? Anh trông thấy lũ voi chưa? Chúng ở đâu? Tôi không biết. Anh chẳng có gì trong đầu cả. Đêm của những thây ma. Mặc kệ lũ voi, nhanh lên Ben. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đến vào lúc người ta ít chờ đợi nhất. Bầy voi trở lại. Voi mẹ và voi con. Chúng có vẻ đã bớt ngờ vực. Chúng có đến chỗ gốc cây không? Và có đi về phía chúng tôi không? Chú voi con trông như hình Rambo của tôi khi còn bé. Tôi chưa thấy con voi nào nhỏ như vậy. Chắc nó chưa được 1 năm tuổi.
chúng tôi không được phép mắc lỗi. Chú voi con đi theo bước chân của mẹ, vì chú phải học mọi thứ. Voi con ở bên mẹ 6 đến 7 năm trước khi có thể tự xoay sở trong môi trường phức tạp này. Một vài thanh niên voi, thành viên của gia đình, cũng đến gặp voi mẹ. Voi mẹ chỉ đạo cả bầy do đã có kinh nghiệm với cánh rừng này. Mọi thứ đều rất tuyệt. Đáng tiếc là ánh sáng lại không đến đúng hẹn. Tuyệt quá. Đúng vậy, rất tuyệt. Giờ thì bầy voi đã biết rằng dưới gốc cây của chúng tôi, những trái cây ngon ngọt sẽ rụng xuống. Chắc chắn chúng sẽ trở lại. Và chúng cần phải trở lại. Thế là ổn rồi. Sự yên tĩnh đã quay trở lại. Anh ấy không tỏ ra hài lòng, hay đúng hơn là anh ấy có vẻ khó chịu. Tối nay bầy voi sẽ không quay lại, và mùi cơ thể của chúng tôi sẽ tản đi rất nhanh. Chỉ còn lại con báo, hy vọng nó không lảng vảng quanh đây. Nghe này, anh thả nhanh lên. Sao cơ? Anh thả nhanh lên. Đừng lo, tôi sẽ che chở cho anh. Nào, tiến lên. Phát tê cho mèo. Đi đi, tạm biệt. Nghe đây. Sao, ổn chưa? Ngày thứ năm. Marco đã báo trước với tôi qua radio. Lúc này, anh đã quay lại gốc một cây vả có quả phủ đầy mặt đất. Bầy voi cách anh có vài mét. Anh phải thu mình lại, trở thành một chiếc lá giữa vô vàn chiếc lá. Chỉ một cử động rất nhỏ không kiểm soát cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì loài voi dù có thị giác kém nhưng lại có thể nhận ra mọi mùi lạ và mọi âm thanh nhỏ nhất. Chúng cảm nhận được những rung động nhẹ nhất từ mặt đất. Sự chờ đợi càng lúc càng bồn chồn của chúng tôi được đánh nhịp theo tiếng rơi của quả chín. Mỗi quả chạm tới đất là một lời mời gọi với bầy voi. Ánh sáng nhạt dần. Chúng tôi đếm từng giờ. Và khoảng 16 giờ 30. Cuối cùng thì bầy voi cũng đổ về nơi có quả rụng như một phép màu.